Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Jordan trở thành tâm điểm giữa loạt căng thẳng Iran-Israel. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Jordan trở thành tâm điểm giữa loạt căng thẳng Iran-Israel khi thẳng thắn tuyên bố đã đánh chặn tên lửa Iran, trong khi các nước Ả Rập hầu như không có nhiều bình luận về việc Iran tấn công Israel. Cụ thể, tờ Financial Times cho biết, Jordan đã trở thành tâm điểm chú ý vào đầu ngày 14 tháng 4 với tư cách là đồng minh vô tình và có thể là không mong muốn của Israel sau khi máy bay của họ bắn hạ hàng chục tên lửa và máy bay không người lái UAV của Iran bắn vào Israel. Vào thời điểm các tên lửa và UAV này bị bắn hạ, chúng đang bay vào không phận của Jordan. Được biết, Jordan trước đây đã chỉ trích gay gắt cuộc chiến của Israel ở Gaza. Trong khi đó, Jordan cho rằng hành động chống lại Iran hôm 14 tháng 4 là một động thái cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho công dân của họ, chứ không phải vì bảo vệ Israel. Các quan chức ở Israel có phát ngôn ám chỉ rằng các quốc gia Ả Rập đã giúp đỡ Israel bằng cách cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ phát hiện sớm cuộc tấn công của Iran. Một quan chức phương Tây cho biết Saudi Ả Rập cũng đã hỗ trợ Israel trong quá trình ngăn chặn cuộc tấn công. Tuy nhiên, trong số các nước ở Trung Đông, chỉ có Jordan công khai thừa nhận đã tham gia ngăn chặn cuộc tấn công của Iran do lo ngại xung đột lan rộng. Ông Marwan Mousa, cựu ngoại trưởng Jordan cho biết, có thể gặp rủi ro nếu mọi thứ leo thang, nhưng cho đến nay đó chỉ là một rủi ro hạn chế. Đó không phải là hành động ủng hộ Israel. Đó là một cách để ngăn chặn xung đột leo thang. Không ai được hưởng lợi, đặc biệt là Jordan, nếu chiến sự leo thang ra bên ngoài Gaza. Jordan sẽ tấn công dù là UAV của ai. Cũng theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau cuộc tấn công của Iran, các quan chức Israel nhấn mạnh họ đã giúp đỡ từ các nước láng giềng, cũng như từ Mỹ, Anh và Pháp trong việc ngăn chặn cuộc tấn công. Thậm chí, Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Benny Gantz ca ngợi sự hợp tác khu vực trong việc đối phó cuộc tấn công. Ngược lại, chính phủ các nước Ả Rập hầu hết không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan trong sự kiện trên. Họ đã kêu gọi các bên kiềm chế, ngăn xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Đối với Jordan, việc cân bằng cách ứng xử với Iran và Israel là đặc biệt khó khăn. Vương quốc này có chung đường biên giới với Israel và là bên quản lý nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Chính điều này đòi hỏi Jordan phải có sự hợp tác thường xuyên với chính quyền Israel. Theo Financial Times, phía Jordan cũng lo ngại rằng xung đột Israel-Hamas có thể tràn qua biên giới nước này, đặc biệt là khu vực bờ Tây. Từ năm 2022, Jordan, Israel và các đồng minh Ả Rập đã tham gia vào Liên minh Phòng không Trung Đông do Bộ Tư lệnh Phòng không Trung tâm Mỹ, CENTCOM, dẫn đầu. Mạng lưới radar và cảnh báo sớm của liên minh này cung cấp khả năng theo dõi các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái. Jordan có quan hệ ngoại giao với Iran, mặc dù mối quan hệ này không mấy chặt chẽ. Căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau khi Iran cảnh báo Jordan sẽ là mục tiêu tiếp theo nếu nước này hợp tác với Israel. Phản ứng của Jordan trong cuộc tấn công của Iran đã bị nhiều người trong nước lên án gay gắt. Những người này cho rằng việc bảo vệ lợi ích của Israel có thể gây tổn hại đến lợi ích của Jordan. Một phụ nữ Jordan 30 tuổi nói, cho phép máy bay của Liên minh Mỹ sử dụng không phận là một chuyện. Chủ động bắn hạ những UAV và mạo hiểm sự an toàn của người dân vì lợi ích của một quốc gia đang gây thương vong cho những người anh em Palestine là chuyện khác. Bình luận của cô được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Cũng trên mạng xã hội, các đoạn phim về mảnh tên lửa và UAV rơi xuống các khu dân cư ở thành phố của Jordan cũng được lan truyền rộng rãi. Trong tuyên bố xác nhận Jordan đã đánh chặn một số vũ khí của Iran, Ngoại trưởng Jordan, ông Ayman Safadi nói, hãy để tôi nói rõ ràng, chúng tôi sẽ làm như vậy, bất kể những UAV đó đến từ đâu, từ Israel, từ Iran và từ bất kỳ nơi nào khác. UAE và Saudi Ả Rập cảnh giác với Iran.
Khác với Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Saudi Ả Rập không phản ứng nhiều sau vụ Iran tấn công Israel, dù hai cường quốc lớn nhất Vịnh Bắc Bộ này cũng cảnh giác với Iran. Hai nước này có động thái tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trên toàn khu vực trong những năm gần đây, như nỗ lực cải thiện quan hệ với Iran. UAE đã bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020 thông qua Hiệp định Abraham, song UAE vẫn muốn giữ quan hệ tốt với Iran. Sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, UAE đã thông báo cho Mỹ rằng họ muốn Mỹ thông báo trước khi Mỹ tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào từ lãnh thổ của UAE. UAE cũng cảnh báo rằng họ không muốn bất kỳ tài sản nào của Mỹ ở UAE được sử dụng để chống lại các mục tiêu của Iran. Saudi Ả Rập đã khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran trong một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian vào năm 2023. Ngoài ra, Saudi Ả Rập cũng đang xích lại gần hơn với Israel. Trước khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, Saudi Ả Rập cũng đang hướng đến việc tham gia Hiệp định Abraham, bình thường hóa quan hệ với Israel. Và theo Financial Times, Saudi Ả Rập cũng có quan điểm tương tự với UAE về quan hệ với Mỹ. Ông Ali Sihabi, một nhà bình luận chính trị Saudi Ả Rập, cho rằng chính quyền Riyadh đã không chính thức cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để thực hiện các hành động chống lại Iran, nhưng có thể cho phép nếu Mỹ chịu trách nhiệm về hậu quả. Dù vậy, Saudi Ả Rập cũng cảnh giác với nguy cơ leo thang xung đột, bởi vì cuối cùng có nguy cơ cao là họ, Saudi Ả Rập, sẽ phải trả giá. Ông Sihabi nói, mọi người đều muốn năng lực của Iran bị suy giảm, nhưng họ không muốn bị coi là một phần của cuộc tấn công vào Iran, trừ khi Mỹ tham gia toàn lực. Nhà phân tích Aziz Aghanesian cho rằng, khó có khả năng Saudi Ả Rập đã đánh chặn tên lửa của Iran nhằm vào Israel, vì Saudi Ả Rập không muốn bị coi là đang chọn phe, ghi nhận từ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Iran bắn hạ UAV và phủ nhận cuộc tấn công tên lửa trong bối cảnh gia tăng căng thẳng khu vực. Theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng ngày 19 tháng 4, ông Hossein Dalirian, người phát ngôn của cơ quan vũ trụ Iran, đã thông báo trên nền tảng X, trước đây là Twitter, rằng Iran đã thành công trong việc bắn hạ một số máy bay không người lái UAV và hiện tại không có thông tin về bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào vào quốc gia này, theo thông tin từ hãng tin AFP. Ông Dalirian xác nhận, các UAV đã bị lực lượng phòng không của chúng tôi bắn hạ và không có báo cáo về cuộc tấn công bằng tên lửa vào lúc này. Ông không nêu rõ các UAV bị bắn hạ thuộc sở hữu của quốc gia nào. Thông báo của ông Dalirian được đưa ra ngay sau khi ABC News trích dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết các tên lửa của Israel đã nhắm vào một địa điểm tại Iran. Cùng ngày đó, theo hãng tin Fars của Iran, các nguồn tin địa phương đã báo cáo nghe thấy tiếng nổ gần một căn cứ quân sự tại phía tây bắc thành phố Isfahan, Iran. Hãng thông tấn IRNA của Iran cũng cho biết đã có một chuỗi vụ nổ xảy ra tại các địa điểm ở Syria và Iraq. Khi được CNN hỏi về các sự kiện này, quân đội Israel từ chối bình luận. Phòng không Iran đáp trả giữa tin bị Israel tấn công trả đũa. Hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết Iran đã kích hoạt và phóng hỏa lực từ các khẩu đội phòng không ở nhiều tỉnh trên khắp đất nước. Hoạt động này diễn ra khi xuất hiện báo cáo Israel bắt đầu không kích trả đũa Iran. Theo hãng thông tấn Fars, Iran đã kích hoạt và phóng hỏa lực từ các khẩu đội phòng không ở nhiều tỉnh trên khắp đất nước. Hoạt động này diễn ra khi xuất hiện báo cáo Israel bắt đầu không kích trả đũa Iran nhằm vào miền trung nước này. Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết người ta đã nghe thấy tiếng nổ ở gần căn cứ không quân Sekan gần thành phố Isfahan. Hiện chưa rõ mức độ các cuộc tấn công của Israel và loại vũ khí được sử dụng. Trong khi đó, người phát ngôn của cơ quan vũ trụ Iran được dẫn lời nói trên đài Al Jazeera tiếng Ả Rập rằng một số máy bay không người lái cỡ nhỏ đã bị bắn hạ. Ông này không nói chi tiết. Đài Al Jazeera cho biết Isfahan được coi là một thành phố có tầm quan trọng chiến lược và là nơi tọa lạc của một số cơ sở quan trọng, bao gồm các địa điểm nghiên cứu và phát triển quân sự cũng như các căn cứ. Thành phố Natan gần đó là nơi có một trong những địa điểm làm dầu hạt nhân của Iran. Cùng ngày 19 tháng 4, tất cả các chuyến bay đến thành phố Tehran, Isfahan và Shiraz, các sân bay phía Tây, Tây Bắc và Tây Nam đều bị đình chỉ. Giám đốc quan hệ công chúng Iran của một công ty sân bay tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình MTV do nhà nước điều hành. Vị giám đốc cho biết việc đình chỉ có hiệu lực ngay lập tức, nhưng các chuyến bay vẫn chưa bị hủy. Hành khách nên kiểm tra thông tin chuyến bay trước khi khởi hành, ông nói thêm. Trước đó, đài NPR của Mỹ
Dẫn nguồn quan chức quân sự cấp cao nước này cho biết, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Iran ngày 19 tháng 4. Ngoài ra, còn có các báo cáo về các vụ nổ ở Iraq và Syria. Các cuộc tấn công dường như là phản ứng mà Israel tuyên bố sẽ thực hiện sau cuộc tấn công của Iran đêm 13 tháng 4, khi Tehran phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào Israel. Mỹ và các đồng minh phương Tây khác đã kêu gọi Israel từ bỏ một cuộc tấn công quân sự để tránh một cuộc xung đột khu vực. Cùng ngày 19 tháng 4, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết một loạt vụ nổ đã nhắm vào các địa điểm quân sự của Syria. Theo IRNA, các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quân sự Adra và Antala cũng như một tiểu đoàn radar nằm giữa thành phố Adra và làng Qafa ở miền nam Syria. Tại Iraq, các vụ nổ đã được ghi nhận ở khu vực Al-Imam. Căng thẳng Israel-Iran đang lên đến đỉnh điểm sau khi Israel được cho là đã tấn công khu phức hợp Đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria, giết chết 7 thành viên lực lượng vệ binh cách mạng, trong đó có 2 tướng chỉ huy cấp cao. Người Iran đã đáp trả vào đêm 13 tháng 4 bằng một cuộc tấn công chưa từng có vào lãnh thổ Israel. Tehran cho rằng phản ứng này nhằm tạo ra một thực tế mới ở Trung Đông và kiểu hành vi ăn miếng trả miếng của Israel sẽ không còn được dung thứ. Cuộc tấn công của Israel ngày 19 tháng 4 diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdollahian nói với CNN rằng nếu Israel thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào nữa chống lại Iran, phản ứng của họ sẽ là ngay lập tức và ở mức độ tối đa. Ông Abdollahian cho biết chi tiết về phản ứng tối đa tiềm năng đã được các lực lượng vũ trang Iran lên kế hoạch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!